và các bạn, trước mắt quý vị và các bạn là chiếc máy xay thịt 1500W. Và hôm nay em làm cái video này để cho quý vị và các bạn hướng dẫn một chút cho bà con hay các bác là test chiếc máy 1500W này, cũng như báo giá sản phẩm máy xay thịt đã là 1500W nhé. Đây chúng ta có thể thấy một chiếc máy rất là ok đây, chân bệ khung inox 100%. Đây chúng ta có thể thấy khung là khung chữ A nhé, rất là giống các loại máy xay thịt cỡ lớn như kiểu 2kW hay là 3kW nhé, nó sẽ là thiết kế chân chữ A chứ không chân vuông giống như các cái dòng nhỏ nữa. Thì ở đây em sẽ hướng dẫn quý vị và các bạn khi chúng ta mua sản phẩm này, chúng ta sẽ test nhé, test sản phẩm này làm sao cho nó ok nhất nhé. Thì đây các bạn có thể nhìn thấy em để sẵn can nước rồi. Bất kể các cái dòng xay thịt hay là xay giò, các bác lưu ý là ở đằng này, ở bên dưới này sẽ đều được chít keo cũng đóng phốt rất là kín. Vì thực chất khi chúng ta xay thịt xay giò, chúng ta sẽ phải nêm mắm nêm muối để cho nó vừa vặn. Và nếu như cái trục này mà hở nước chảy ra đây rất là nguy hại. Có thể trong thời gian ngắn không sao vì cái lớp sơn tĩnh điện của cái motor này khá là dày. Tuy nhiên chúng ta sử dụng trong một thời gian dài nó sẽ không tốt cho phần động cơ. Vì mắm muối nó chảy đây chúng ta vệ sinh rất là khó. Nếu mà chúng ta để lâu sẽ han rỉ hết cái phần nắp trục motor, sẽ rất là không tốt cho motor. Thì đây em có chuẩn bị cái chai nước, cái nước này rồi. Đó. Đầu tiên là khi chúng ta nhận máy, chúng ta sẽ kiểm tra phần motor nhé. Kiểm tra phần motor chúng ta sẽ bật. Đó, nó chạy rất là êm, ok. Và khi chúng ta tắt máy đi. Đó, tắt máy nhé. Đó, các bạn tắt máy đi. Và để ý một chút con dao nó sẽ quay chừng khoảng 10 đến 15 vòng nữa là ok nhé. Đó. Khi chiếc máy này nó mình dừng lại mà nó vẫn quay 10 đến 15 vòng nữa thì chứng tỏ là cái cốt của chiếc máy nó không hề bị sát. Như vậy là nó sẽ đạt cái tiêu chuẩn để ra của chiếc máy. Nếu như mà cốt nó sát thì sẽ chạy, nó sẽ nhanh nóng. Nên chúng ta xay liên tục không được. Vì đấy là kiểm tra cốt. Sau đó em sẽ test một chút, nó đổ nước vào. Đó, em đổ nước cũng chừng khoảng hơn lít. Nó cũng là có dao rồi. Đó, và bây giờ chúng ta sẽ đóng bụng này. Đó, xem nó có dò gì không nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ xem khi mà chúng ta đổ nước vào, chúng ta sẽ coi luôn. Coi xem nó có dò gì không. Đó. Phớt xem có chảy không. Chúng ta sẽ bật công tắc. Đây em có đóng lại nó sẽ hơi bị bay nước lên trên nắp vung. Đó, sẽ hơi ướt một chút. Khi chúng ta xay thịt xay giò thì chúng ta sẽ không bị ướt vậy đâu. Đấy trên này cái test mà chúng ta lưu ý là chúng ta sử dụng. Đấy, khi mua chiếc máy này không mua phải cái chiếc máy nó bị hở vớt thì khi hở xay thịt nước nó sẽ xuống, mắm muối nó sẽ xuống, sẽ không tốt cho motor nhé. Đó, và em ngoài chiếc máy 1500W này em còn có bán cả 1100W này, 900W inox này, đều 100% nhé. Và hệ này hệ đều là dao nhất thẳng. Cái này em gọi tắt là dao rút nhé. Và em có thể lấy con dao ba cánh nhất thẳng rất ok, rất tuyệt vời. Đó. Em báo giá luôn, em có cả loại 900W này, 1100W này và 1500W này. Còn 900W này thì hiện tại giá đang bán ra là 1.800.000 bao ship tặng kèm một cần ruốc. Con là 1100W là 2.1 triệu, và con là 1500W to hơn, nhìn to hơn hẳn nhé, thứ A đấy. Con này là 2.700.000 bao ship tận nhà. À, quý vị kiểm tra thì nó tận nhà luôn. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm máy xay thịt đã này, quý vị vui lòng liên hệ số điện thoại ghi dưới màn hình để được tư vấn và hỗ trợ. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã xem hết video bên này.